xin chào các bạn, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Cò Sáu Tám. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ một cách tổng quan nhất cho anh em về cái tình hình thị trường của chúng ta hiện tại nó đang ra sao. Tại vì là chỉ trong vòng có khoảng từ 1 đến 2 ngày qua thôi thì chúng ta cũng đủ cảm nhận được là cái độ rung lắc của thị trường nó thực sự chuyển biến khá là nhanh chóng như thế nào. Khi mà Bitcoin của chúng ta đã có lúc là tụt khỏi cái mức nguồn hỗ trợ là 30.000 đô và sập về 29.000 đô vào trong sáng ngày hôm nay mà thôi. Vậy thì nó có những cái thông tin gì mà anh em cần phải cực kỳ thận trọng ở trong cái giai đoạn này, thì chúng ta hãy cùng tiến ngay vào cái nội dung của video ngày hôm nay thôi nha anh em. Rồi, như anh em thấy trên màn hình mình đây đó, thì đầu tiên là hiện tại là Bitcoin nó đang giao dịch, nó đang phục hồi lên sau khi mà nó đã sụt xuống một cái đáy là tầm khoảng là 29.700 đô và hiện tại nó đang giao dịch ở mức là trên 31.000 đô một tí ha. Rồi, và cái điều gì nó đã ảnh hưởng bởi một cái sự suy thoái chung mà nó khiến cho Bitcoin nó nặng nề như vậy? Thì như anh em nào mà cũng đã theo dõi đó, ở những cái video đợt trước của mình khi mà mình liên tục cập nhật cho anh em, tức là mình rất là lo ngại khi mà cái ngưỡng hỗ trợ tầm khoảng là 37 đến 39.000 đô đó, và mình rất là hy vọng là Bitcoin nó sẽ giữ được cái ngưỡng hỗ trợ đó. Tại vì sao mình lại kỳ vọng đến như vậy? Thì anh em cũng phải hiểu rằng là tại vì ngay tại khi mà Bitcoin nó liên tục nó bị đạp về cái vùng giá đó thì đã liên tục có những cái outflow, tức là những cái dòng mà rút Bitcoin khỏi thị trường nó rất là mạnh anh em đó. Nhưng mà dường như là cuối cùng thì Bitcoin nó đã không có giữ được cái mức đó, và như mình cũng đã đề cập ở trong những video đợt trước là nếu mà Bitcoin nó phá qua cái ngưỡng đó thì chúng ta cũng phải xem xét hơn, tại vì nó sẽ có những cái mức sâu hơn. Và đúng với hiện nay thì Bitcoin nó đã lao về cái ngưỡng là dưới 30.000 rồi đó. Và xét về cái động thái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, thì anh em có thấy không, thì đây chính là một cái biểu đồ để mà cho chúng ta biết được rằng đó là hiện tại đó là cái việc mà Bitcoin liên tục bị đẩy lên các sàn giao dịch nó như thế nào. Thì chỉ trong ngày hôm qua mà thôi thì anh em cũng đã biết được rằng đó là cái việc mà Bitcoin bị đẩy lên sàn á thì nó khá là căng anh em. Và nếu tính trên một cái mức tương quan chung đó, thì vào cái thời điểm hiện tại đó thì Bitcoin thì nó đã cái mức này nè, đó cái mức mà số lượng Bitcoin được đẩy lên sàn đó hiện tại là nó đã lập đỉnh trong vòng 3 tháng trở lại nay. Đó, anh em có thể thấy một cái biểu đồ trong class note đó, kéo dài từ đầu năm đến nay đó, thì đây đó, nó giống một cái cây dài như vậy, thì chứng tỏ rằng là cái số lượng mà người họ nắm giữ Bitcoin ngay tại thời điểm này đó là họ đang rất là hoảng loạn rồi, và họ đã đẩy rất nhiều Bitcoin lên sàn rồi đó. Và cái việc tiếp theo tức là chúng ta đang bị mông lung giữa cái việc là cái số Bitcoin đó được đẩy lên sàn là bởi các nhà giao dịch bán lẻ hay là những whale, những cá mập họ đang giữ rất nhiều Bitcoin trong ví của họ. Thì cũng vào cái dữ liệu vào ngày 7 tháng 5 luôn, thì anh em thấy đó, ở đây á, là bên phía công ty phân tích blockchain CryptoQuant ha, thì họ có nói rằng đó là giữa cái sự mông lung giữa cái việc mà cái số lượng người giao dịch nhỏ lẻ như chúng ta, như mình và anh em ở đây nè đó, hoặc là những whale, ai mới chính là người đang đẩy Bitcoin lên sàn, thì cuối cùng họ đi đến một cái kết luận rằng là với cái lượng volume nó lớn như vậy và với cái số lượng Bitcoin là từ 10 Bitcoin đến 10.000 Bitcoin nó dao động, nó liên tục được đẩy lên như vậy, thì đây chắc chắn sẽ là whale. Mà anh em biết đó, một cái tình trạng mà khi whale họ đẩy lên sàn họ không tiếp tục tích lũy được nữa, đúng không, thì cái lực xả của nó sẽ rất là lớn, và cái điều phản ứng giá chúng ta đã phải gặp ngay khi mà cái trường hợp này nó xảy ra, thì đó là một cái điểm đầu tiên mà mình cho rằng nó khá là tiêu cực vào thời điểm hiện tại của thị trường anh em đó. Và tiếp theo nữa đó, thì cái chỉ số tham lam và sợ hãi là đây là một cái chỉ số mà mình cho rằng là nó thông dụng nhất để mà chúng ta có thể đánh giá được rằng là cái mức tương quan các nhà đầu tư ở bên ngoài kia ở trên thị trường họ đang nghĩ gì về thị trường hiện tại. Thì hiện tại là trong sáng ngày hôm nay thì nó đã rơi về mức 10 rồi anh em đó, một cái tình cảnh khá là ảm đạm đối với cái mặt bằng chung hiện tại đó. Rồi, và tiếp theo nữa thì anh em thấy đó, cái mức mà cái số lượng phần trăm mà Bitcoin đang bị thua lỗ đó, thì ở đây đó mình sử dụng hai cái dữ liệu đối chiếu giữa một cái dữ liệu quá khứ và một cái dữ liệu nó kéo dài đến thời điểm hiện tại ha. Thì đây anh em thấy trên màn hình của mình đây chính là một cái dữ liệu được ghi nhận vào đầu tháng 5 và cụ thể hơn là ngày 28 tháng 4 đó, thì cái nguồn cung bị thua lỗ của Bitcoin vào thời điểm hiện tại đó thì nó đã rơi vào khoảng tầm là 7,59 triệu Bitcoin bị thua lỗ tính đến ngày 28 tháng 4. Nhưng mà sau cái cú crash của chúng ta kéo dài từ đầu tuần đến nay đó, thì hiện tại cái mức thua lỗ này đó là nó đã tăng lên là 7,7 triệu Bitcoin rồi anh em. Và nếu anh em nhìn một cách tương quan hơn là hiện tại chúng ta có biết được rằng đây chính là đỉnh hay không, hay là cái số lượng Bitcoin bị thua lỗ này nó tiếp tục nó gia tăng hơn nữa. Và chúng ta đối chiếu qua cái hình ảnh bên đây đi, thì cái đỉnh này nó đang tương quan với cái mức là 15 tháng 4 năm 2020. Và cái mức 15 tháng 4 năm 2020 này là gì anh em?
Đó chính là cái lúc mà Bitcoin mà nó crash từ trên 10.000 đô về dưới 5.000 đô đó anh em. Nó crash chỉ trong vòng, mình nhớ không nhầm là chỉ trong vòng khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng thôi. Và đây cũng là cái lúc mà chúng ta phải chịu rất nhiều áp lực khi mà cái đại dịch Covid-19 nó tấn công vào cái xã hội của chúng ta và khiến cho giá Bitcoin nó lao dốc như vậy. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại, có thể rằng đại dịch Covid của chúng ta nó đã một phần nào nó giảm thiểu rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải đối mặt với một cái thách thức nó quan trọng hơn nữa. Và đó chính là Fed anh em. Đó anh em thấy đó, Fed vừa tăng 0.5% nhưng mà trong tháng 6 và tháng 7 đó thì chủ tịch Jerome Powell ông cũng nói rằng là ok, ông sẽ vẫn tiếp tục tăng tiếp, nhưng mà ông chắc chắn là ông sẽ giảm thiểu cái khả năng rằng là ông sẽ tăng 0.75%. Nhưng mà anh em biết là với cái việc mà tăng lãi suất liên tục như vậy thì mình cũng đã có một video để mà giải thích cho anh em rồi là nó sẽ kìm nén thị trường như thế nào nữa với cái giá Bitcoin hiện tại, đúng không? Đó thì đó là cái thách thức thứ hai mà mình cho rằng là anh em cần phải lưu ý ha. Rồi bây giờ chúng ta có hành động của Whale, chúng ta có những cái áp lực khác trên thị trường như là về phía Fed này thì nó quá là rõ ràng rồi, và các nhà đầu tư đang tranh nhau bán tháo như vậy. Và cái chuyển biến thứ ba mà mình muốn chia sẻ cho anh em, mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái thách thức mà anh em cần phải đặc biệt lưu tâm đó, tại vì mình thấy rất nhiều anh em thì rất ít để ý đến cái chi tiết này, đó chính là về số lượng miner anh em, về các hành động của miner, tức là cái hành động của các thợ đào đó. Mà ở đây đó mình đang nhìn ra một cái bức tranh nó rộng hơn nữa, tức là về các công ty khai thác Bitcoin đó, không phải là những thợ đào mà đơn lẻ như là anh em thấy rằng là những cái người mà họ chỉ mua những dàn máy và họ đào thôi, mà ở đây là nó lên tới tầm tổ chức anh em. Và đó chính là cái điều mà mình đang cực kỳ lo sợ vào thời điểm hiện tại, tại vì bây giờ chúng ta đã chịu quá nhiều áp lực từ phía Fed, từ phía rất nhiều những cái tin tức vĩ mô khác, từ phía tổ chức, bây giờ họ cũng không có động thái gì cả. Chúng ta có áp lực từ Whale, và bây giờ chúng ta phải sẵn sàng đương đầu với một áp lực khác mà có khả năng cao sẽ xảy ra, đó chính là áp lực từ phía các công ty khai thác Bitcoin. Rồi mình sẽ đi vào mổ xẻ cái chi tiết này cho anh em ha. Tại sao mình lại đưa ra cái lập luận như vậy? Tại vì trong sáng ngày hôm nay đó anh em, là mở, hôm nay là thứ ba của chúng ta, nhưng mà vào tầm khoảng thứ hai của bên Mỹ đó, thì vào trong sáng ngày hôm nay đó, tức là trong cái phiên giao dịch chứng khoán phiên sáng thứ hai của bên Mỹ, thì anh em thấy không, đây mình đã lưu về một cái bức ảnh này. Đây chính là những cái công ty khai thác Bitcoin mà lớn nhất trên thị trường hiện nay anh em, như là Riot Blockchain, như là Marathon, hoặc là như là Core đó. Thì những cái công ty này anh em thấy đó, đây cái mức biến động giá cổ phiếu của họ là họ đồng loạt họ lao dốc một cách rất là kinh khủng, và nó lên tới mức 2 chữ số anh em. Có mức là nó lên tới là tầm khoảng 13% đến 20%, nó lao dốc không khác gì cái thị trường crypto của chúng ta cả. Tại vì sao nó có một cái hiện tượng này? Tại vì anh em biết á, là những cái công ty khai thác này á, từ lâu họ đã đi theo một cái chiến lược gọi là họ nắm giữ Bitcoin đó, và họ không hoặc là rất ít khi bán Bitcoin ra ngoài. Nên vì thế đó, cái sự tương quan giữa cái phản ứng giá Bitcoin ở trên thị trường của chúng ta đó và cái phản ứng giá cổ phiếu của họ đó ở trên thị trường chứng khoán đó, thì nó dường như nó xích lại gần nhau hơn anh em. Vì thế nên anh em có thể dễ dàng hình dung ra một cái câu chuyện rằng là vào năm 2021 đó, thì cái cổ phiếu của những cái công ty này đó nó tăng trưởng rất là mạnh, và thậm chí nếu mà chúng ta so sánh một cách tương quan với giá trực tiếp Bitcoin thì cái cổ phiếu của những cái công ty khai thác này nó còn lớn hơn như vậy nữa anh em. Đó mà hiện tại đó, khi mà giá Bitcoin nó bắt đầu nó lao dốc thì những cái cổ phiếu này nó cũng lao dốc theo. Và một cái câu chuyện nó quay lại cái câu chuyện của mình rằng là tại sao mình lại lo sợ như vậy. Tại vì đó, khi mà cái cổ phiếu của họ lao dốc như vậy á, thì họ phải làm sao để mà họ trang trải được cái chi phí hoạt động khai thác của họ. Tại vì họ đã đổ rất nhiều chi phí vốn, họ đã đổ rất nhiều tiền bạc vào các dàn máy khai thác để mà có thể đem lại cái lợi nhuận cho họ. Mà bây giờ giá Bitcoin trên thị trường giao ngay nó lại đâm xuống như vậy nữa, thì chi phí đâu ra, cổ phiếu của họ cũng lao dốc. Vì thế nên nó sẽ có một cái con đường là họ phải bán cái lượng Bitcoin của họ đang nắm giữ để mà có thể trang trải những cái chi phí này. Anh em hiểu không? Mà đây là một cái tiền lệ, thật ra mà mình nói một cách thẳng thắn rằng là đây là một cái tiền lệ mà nó chưa có xảy ra ở trong lịch sử, khi mà nó có một cái cuộc bán của những cái ông lớn như thế này. Tại vì khi mà anh em là một cái người chơi lớn thì cái việc mà anh em bán này chắc chắn là nó sẽ gây một cái ảnh hưởng lớn đối với thị trường, đúng không? Nhưng mà nói về cái việc ít và không thì chắc chắn là không đúng. Tại vì trong quá khứ đó anh em, thì vào tháng 2 năm 2020 đó, thì cái ông Marathon này nè, thì ổng đã tiết lộ ra rằng là ổng đã từng bán một số ít Bitcoin rồi, nhưng mà cho đến hiện tại thì ổng không có bán bất kỳ một Bitcoin nào cả. Thì tức là trong quá khứ họ cũng đã có bán rồi, và ngay cả Riot Blockchain vào tháng trước đó họ cũng đã nói là họ đã bán đi một phần lớn Bitcoin của họ khi mà cái sản lượng của họ tăng lên 150%. Vì thế nên chúng ta hãy hình dung một cái câu chuyện rằng là cái việc mà những cái ông này đó bây giờ cổ phiếu thì lao dốc,
tình hình kinh doanh hoạt động công ty thì nó không có được ổn cho lắm. Vì thế mấy ổng cần phải trang trải, thì cái việc mà mấy ổng bán Bitcoin chắc chắn thì cái khả năng của nó vẫn có thể xảy ra. Và cái việc mà khi mà xảy ra cái trường hợp này nó như vậy đó, thì anh em hiểu được rằng là Bitcoin chúng ta đang bị một cái thế gọi là thế kẹp giữa đó anh em. Một mặt là về phía thợ đào, một mặt là về phía whale, rồi tin tức vĩ mô phớt tùm lum tùm la nó áp đặt vô chung một cục như vậy. Thì anh em nghĩ là cái giá Bitcoin nó còn giữ ở cái mức được này được nữa hay không? Thì đó là cái viễn cảnh mà mình cho rằng là nó cũng sẽ khá là tồi tệ đối với giá của Bitcoin. Tại vì theo một cái dòng lịch sử anh em dễ hiểu, chúng ta đã có một cái cuộc bán tháo của các thợ đào đúng không? Vào ngày 19 tháng 5, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2021, khi mà chúng ta phải chịu một cái cuộc đàn áp trên diện rộng từ phía Trung Quốc. Đó thì anh em đủ hiểu là nó kinh khủng đến như thế nào rồi. Chúng ta có một cái cuộc bán tháo tiếp theo vào tầm khoảng giữa tháng 3 kéo dài đến tháng 4, cũng là do số lượng thợ đào nhỏ lại họ bắt đầu họ suy sụp tinh thần về cái việc mà sau 3 tháng tích lũy mà Bitcoin nó chả hồi phục cái gì cả, thì họ bán ra. Thì anh em cũng đã thấy là Bitcoin nó lao dốc từ khoảng, mình nhớ không nhầm là từ 44k về tầm 38, 39, 37k gì đó. Và đến bây giờ chúng ta có một cái dữ kiện khác để mà chúng ta có thể lo lắng về một cái tương lai là liệu những cái ông này mấy ông có bán hay không. Đó, mà mặc dù đó anh em biết là mặc dù trong cái giai đoạn bán tháo của thợ đào vào tầm khoảng tháng 3, tháng 4 đó, thì những cái ông này đó, những cái công ty khai thác này đó, mấy ông lên mấy ông nói rằng là chúng tôi sẽ cam kết rằng là chúng tôi sẽ nắm giữ Bitcoin dài hạn, chúng tôi không có bán. Đó, tại vì chúng tôi là những người chơi lớn, và thậm chí chúng tôi sẽ sẵn sàng kiên quyết mở rộng hoạt động của mình trong năm nay và trong cả tương lai nữa. Nhưng anh em hiểu rằng đó chỉ là cái lời nói mà thôi. Và tại sao mình lại rất là lo ngại về cái quan điểm này thì anh em thấy đó, nó lại liên kết đến một cái chủ đề tiếp theo, đó chính là về Luna đó. Anh em thấy không? Đó, cái quỹ Luna họ cũng nói rằng là họ sẽ mua Bitcoin để mà họ bảo chứng cho cái đồng UST, nhưng mà cuối cùng đến thời điểm hiện tại thì họ lại bán ra tất cả để mà họ có thể cứu vãn được cái đồng UST đó. Thì nó lại quay lại câu chuyện thì những ông lớn này mấy ông cũng có thể bán tất cả Bitcoin của mấy ông để mà mấy ông có thể cứu vãn được cái tình hình kinh doanh tồi tệ khi mà giá cổ phiếu của mấy ông liên tục lao dốc và tương quan với giá Bitcoin như vậy, nếu mà Bitcoin tiếp tục đâm xuống nữa. Đó, anh em thấy không? Cái khả năng đó nó vẫn có thể xảy ra. Và cái tình trạng tồi tệ khi mà họ những cái ông lớn này họ bắt đầu họ hành động đó, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ vẽ ra một cái viễn cảnh nó khá là tiêu cực đối với Bitcoin, và thậm chí nó còn tiêu cực hơn cả ngày 19 tháng 5 mà chúng ta từng đã trải qua trong năm 2021 nữa. Vì sao? Vì ở đây đó anh em biết được rằng là 20% hash rate Bitcoin, tức là sao? Tức là 20% cái tỷ lệ khai thác, cái tỷ lệ cái sức mạnh khai thác Bitcoin đó, đều nằm trong tay mấy ổng hết anh em. Tại vì là trong năm 2021 á, mấy ổng đã lời quá là nhiều tiền rồi, và mấy ổng tiếp tục mấy ổng tái đầu tư, mấy ổng đổ tiền vào để mà nâng cái hoạt động, nâng cái năng suất khai thác của mấy ổng lên. Nên vì thế cái con số 20% này đó nó đều nằm trong tay mấy ổng hết. Mà anh em biết cái trên thế giới mà 20% này đều nằm trong tay mấy ổng hết thì đó là một cái con số nó lớn đến cỡ nào. Đó. Rồi, và nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái việc mà độ khó khai thác Bitcoin và về cái việc mà cái chỉ số hash rate của Bitcoin đó, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục nó tăng trưởng thôi, nhưng mà về cái tình hình thợ đào thì nó khá là tiêu cực đến như vậy. Và nếu mà chúng ta nhìn về cái biểu đồ của miner mà mình mới vừa cập nhật ở đây, thì anh em thấy rằng là đây, cái miner reserve này tức là một cái nguồn dự trữ của thợ đào đó anh em. Đó, mình chỉ mới cập nhật vào sáng hôm nay thôi. Đó thì anh em thấy nó đã có một cái tín hiệu nó lao dốc, tức là sao? Tức là cái số Bitcoin trong ví của thợ đào đó bây giờ họ không có muốn tích trữ nữa, và khi mà nó đâm xuống đó thì chứng tỏ là họ đang bắt đầu họ lấy Bitcoin từ trong túi của họ, họ chuyển lên sàn hoặc là họ đi họ bán đi, chứ họ không có tích lũy nữa. Và nếu một chừng nào đó chúng ta thấy cái chỉ số reserve này nó tăng lên á, tức là có nghĩa là họ đang tích lũy dần. Nhưng mà hiện tại đó, ngay khi mà cái việc mà chúng ta chứng kiến được cái cổ phiếu bắt đầu lao dốc như vậy, thì cái tỷ lệ reserve này, cái tỷ lệ dự trữ của thợ đào này nó đã bắt đầu nó đâm xuống rồi. Đó thì đó cũng là một cái yếu tố thứ ba mà mình cho rằng nó cũng khá là tiêu cực. Đó mà anh em cần phải chú ý, nhất là chú ý trong thời gian sắp tới, tại vì không có gì kinh khủng bằng cái việc mà thợ đào bắt đầu bán đâu anh em. Anh em hãy tin mình ở cái điểm đó nha. Rồi, và chúng ta hãy tiến đến một cái yếu tố thứ tư để mà có thể tác động đến giá của Bitcoin nó cực kỳ tệ như thế này, đó chính là một cái sự kiện mà mình nghĩ rằng là rất nhiều anh em cũng đang rất là mong chờ trong tuần này. Và mình sẽ chia sẻ một cách nó dễ hiểu nhất và nó tổng quan nhất đến cho anh em, đó chính là cái mối tương quan giữa Luna và Bitcoin hai anh em. Đó, thì anh em biết đó, thì về cái việc mà Luna với Bitcoin đó thì nó lại liên quan đến một cái đồng stablecoin, đó chính là cái đồng UST. Thì mình xin giải thích ở đây một cái cách nó dễ hiểu hơn, thì cái đồng stablecoin UST này là gì. Thì stablecoin nó có hai dạng anh em, tức là stablecoin thuật toán và stablecoin truyền thống. Thì anh em cũng biết ấy, giống như kiểu những cái đồng như chúng ta thường hay thấy như là đồng USDT hoặc là USDC đó, thì những cái đồng đó nó được bảo chứng bằng cái đồng đô la ở ngoài thiệt anh em. Đó, tức là sao, nó có một cái nguồn gốc rõ ràng và nó được bảo chứng rõ ràng bởi cái đồng đô la Mỹ thật. Nên là cái việc á mà nó mất giá trị, nó bị mất pet á,
đó, nên là nó sẽ rất là khó vì dường như là nó không có anh em đó. Nhưng mà riêng về phía stablecoin thuật toán á, thì nó lại neo vào cái giá của cái đồng mẹ của nó, mà ở đây á, tức là cái đồng Luna anh em đó. Và cái cơ chế giữa Luna và UST đó thì anh em biết á, thì cứ mỗi lần đó thì cái cơ chế này nó được gọi là min burn đó, thì cái thì cứ mỗi lần á mà người ta lấy, ví dụ như anh em mua 100 đô, anh em mua một đồng Luna 100 đô đi đó, thì anh em min cái đồng Luna đó ra thì nó sẽ gắn liền với cái giá trị cơ bản của UST, thì anh em sẽ được 100 UST đúng không? Và sau đó anh em có thể hoán đổi qua lại để mà anh em có thể tìm kiếm những cái tính năng sử dụng ở trong cái hệ sinh thái đó. Mà ở đây á thì nó lại liên quan đến một cái dự án khác, đó chính là về Anchor Pro, nó chính là về một cái dự án gọi là cái dự án cho vay là Anchor Protocol đó anh em. Thì á, khi mà người ta đó, người ta mua Luna để mà người ta lock cái số lượng Luna đó lại để mà người ta phát hành ra cái lượng UST đó, thì người ta sẽ lấy cái lượng UST đó, người ta đưa vào cái giao thức Anchor này để mà người ta nhận đến một cái lãi suất, mà mình cho rằng một cái lãi suất này thì nó đến là 20% một năm, nó cũng khá là lớn đó. Nên vì thế đó thì người ta cứ tranh nhau, người ta mua Luna thôi, người ta mua Luna để mà người ta min ra được cái UST đó, để mà người ta gửi vào cái giao thức Anchor này để mà người ta kiếm lợi nhuận cho cái giao thức này đó, và nó tới 20% một năm. Nhưng mà anh em biết á, một cái điểm mà khá là lo ngại ở cái giao thức này đó, thì mình nói một cách đơn giản cho anh em hiểu á, là cái giao thức này á, nó sinh ra là để cho người ta vay tiền, mà người ta vay tiền để người ta có thể đi trải nghiệm những cái sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Terra Luna đúng không? Nhưng mà thật ra là cái hệ sinh thái của Terra Luna nó chẳng có cái gì cả, và cái việc mà nó trả lãi như vậy thì nó khá là vô lý anh em. Nó giống như cái kiểu á, anh em lấy tiền, anh em đưa vào để mà anh em gửi lại số tiết kiệm, rồi cái chỗ đó nó cầm tiền của anh em, nó đi nó hoạt động kinh doanh để mà nó trả, nó có nguồn doanh thu nó trả cho anh em. Nhưng mà thực sự cái giao thức Anchor này nó chẳng có gì cả, thậm chí là cái việc mà người ta vay tiền trên cái giao thức Anchor này người ta cũng chẳng làm gì cả đó. Và nói chung á, thì đây là giống như kiểu là một cái mô hình trá hình vậy anh em. Và cái việc mà cái nguồn tiền ở đâu để mà cái giao thức Anchor này cũng giống như là Terra có thể trả cái số lượng 20% đó cho nhà đầu tư, thì chỉ có thể đến từ việc gọi là lấy người trước bù người sau, và lấy từ chính cái nguồn dự trữ của Terra để mà min cái UST đó ra trả cho người dùng mà thôi. Nói một cách khác á, thì ở đây chính là một cái mô hình mà mình cho rằng nó cũng khá là nhạy cảm, đó chính là mô hình Ponzi đó anh em đó. Và nói một cách truyền thống và dân giả hơn, khi mà anh em không có làm mà anh em đòi có ăn á, thì chắc chắn thì mình phải gán cho cái giao thức Anchor và UST nó gói gọn trong một cái thuật ngữ đó. Bạn không làm gì cả mà bạn đòi tới 20%, đúng không? Bạn đòi tới cái lãi suất 20% thì chắc chắn rằng là nhờ vào cái cơ chế min burn đó, cứ mỗi lần mà một cái lượng Luna lock thì sẽ min ra một cái UST. Nên vì thế là Luna họ cứ lấy tiền của họ để mà họ min ra mà thôi, và họ trả thôi, thì cứ người trước vào sẽ trả cho người sau đó. Và đến một lúc nào đó đó anh em, thì khi mà cái cơn sốt tăng trưởng giữa Luna, giữa cái cán cân giữa Luna và UST nó cứ tăng trưởng đều như vậy khi mà thị trường đi lên. Nhưng mà nó sẽ có một cái rủi ro nhất định, nếu thị trường đi xuống thì sao? Như mình đã giải thích hồi nãy, khi mà thị trường đi xuống, chắc chắn là những cái đồng stablecoin truyền thống thì nó được neo vào cái đồng USD bình thường đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ được bảo chứng một cách đầy đủ và nó sẽ không có bị mất phép, tức là không có bị mất ở một cái mức 1 đô. Nhưng mà đối với stablecoin thuật toán á, thì cái đồng USD này á, nó lại bị neo vào cái đồng Luna anh em. Và Luna sẽ không thể nào tăng trưởng mãi được, và nhất là khi chúng ta đối chiếu vào trong cái tình trạng hiện tại đúng không? Khi mà Bitcoin nó đâm xuống, tất cả những đồng coin đều đâm xuống, thì Luna cũng sẽ bị đâm xuống luôn. Và khi Luna bị đâm xuống thì cái đồng UST được neo vào Luna nó cũng sẽ bị đâm xuống đó, và nó bị mất phép. Mất phép ở đây là gì? Tức là mất cái giá trị 1 đô đó anh em. Và anh em thấy đó, khi mà nó bị mất như vậy đó, thì vào ngày hôm qua đó thì nó đã rơi xuống tầm khoảng là 0.6 USD anh em. Một cái stable coin mà nó được neo với một cái giá tương ứng với 1 đô mà bây giờ nó giảm xuống 0.6 đô, thì anh em cũng đã thấy một cái mức độ kinh khủng như thế nào. Và cái điều này á, nó đã kéo Luna cũng đâm đi xuống một cách tương tự luôn, và dường như là mất khoảng 60% giá trị chỉ trong vòng 2 ngày thôi anh em đó. Và cái điều này đó, nó đã ảnh hưởng cực kỳ nặng nề tới hệ sinh thái của Terra nói chung luôn. Và để giải quyết cái điều này thì sao? Thì bên phía Terra đó, thì họ phải bắt buộc họ bán cái số lượng Bitcoin của mình để họ mua lại cái số lượng UST để mà có thể giảm được cái nguồn cung của UST ra thị trường, để mà có thể giúp cho UST có thể trở lại được cái mức 1 đô đó. Tại vì anh em biết á, tại vì khi mà cái mô hình Ponzi á mà mình mới vừa chia sẻ hồi nãy đó, thì cũng đã nhiều người họ đã phát hiện ra rồi. Và cái việc mà Terra đó họ cứ sử dụng cái mánh khóe đó bằng cách họ lấy tiền của họ, họ bơm vào cái giao thức Anchor đó để mà họ trả lãi suất cho người dùng đó, thì
thì đến một cái lúc nào đó nó sẽ bị cạn tiền, đúng không? Và sẽ đến một cái lúc nào đó đó những người dùng USDT họ sẽ cảm thấy họ mất niềm tin vào cái bảo chứng của Terra. Nên là Terra mới lập ra một cái quỹ, gọi là LFG đó. Thì cái quỹ này đó nó có một cái trách nhiệm rằng là nó sẽ mua những cái đồng coin khác ngoài hệ sinh thái của Terra, như là về Bitcoin, về AVAX, để mà nó có thể nó bảo chứng cho cái đồng USDT này, để mà cho người ta cảm thấy chúng tôi có niềm tin rằng là ngoài cái việc mà bảo chứng bằng Terra, bảo chứng bằng Luna thì anh còn có Bitcoin nè, tại vì Bitcoin là một cái đồng coin mà ai cũng tin tưởng hết, hoặc là thậm chí anh có những cái đồng coin khác mà đạt được nhiều niềm tin trên thị trường để bảo chứng cho cái USDT này đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại anh em thấy không, những cái lời hứa của Terra như là về cái việc mà họ sẽ mua tới 10 tỷ đô Bitcoin để mà họ có thể bảo chứng cho cái quỹ stablecoin USDT của họ, hoặc là họ tuyên bố rất là hùng hồn khi mà họ sẽ liên tục mua đến như vậy để mà trở thành một cái cá vào Bitcoin lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau cha đẻ của Bitcoin là Satoshi Nakamoto mà thôi đó. Nhưng mà đến bây giờ khi mà thị trường nó đâm một cái viễn cảnh tiêu cực xấu nhất nó đã xảy ra khi mà cả Luna cũng bị đâm, và từ đó cái đồng neo giá đối với Luna là đồng USDT cũng bị đâm. Và để giải quyết cái tình trạng này đó anh em, thì sẽ không có một cái cách nào hết, tại vì khi cả hai cùng đâm thì chẳng có một cái cơ chế nào mà giúp cả hai cùng cân bằng lại cả, đúng không? Tại vì nếu mà anh em min USDT ra, anh em min Luna ra USDT, đúng không? Thì cái điều đó nó sẽ làm tăng cái nguồn cung của USDT lên. Đó, mà bây giờ đã bị mất pet rồi mà nguồn cung nó lại càng cao hơn nữa, thì cái việc mà khôi phục lại một đô là điều không thể. Và nếu anh em chuyển cái USDT đó về lại Terra đó, thì cái lượng Terra nó đang bị đâm, cái giá của Terra nó đang bị đâm ngoài thị trường đó, mà khi mà anh em chuyển USDT ra Terra thì có phải là anh em phải đẩy cái nguồn cung của Terra lên nữa không? Đó, mà kết hợp với cái điều kiện đâm ở ngoài thị trường của Terra mà cái nguồn cung nó lại tăng lên nữa, thì chẳng có một cái cách nào để mà giúp Terra hồi phục giá cả. Vì thế đây là một cái mối quan hệ mà mình cho rằng đó là một cái mối quan hệ kép. Khi mà cùng lên thì nó lên rất là dữ dội, khi mà cùng xuống thì nó kéo cả hai xuống hố sâu luôn. Vì vậy chẳng có một cái cách nào để giải quyết cả. Và cái cách giải quyết tạm gọi là giải quyết tạm thời bây giờ là Terra phải bắt buộc bán cái lượng Bitcoin của mình thu mua từ hồi đầu năm tới giờ và trị giá là 3 tỷ đô đó anh em, để mà có thể mua lại cái lượng USDT ở ngoài thị trường, để mà có thể giảm cái nguồn cung đó, để mà giúp cho USDT có thể trở lại về cái mốc 1 đô. Và tính đến thời điểm hiện tại đó thì cũng có nhiều cái nguồn tin mà nó đã được leak ra rồi, nó đã được một phần nào đó cũng được nhiều anh em biết đến và tiếp cận rồi, chính là đã có một cái sự tham gia hỗ trợ của các quỹ đầu tư, họ cũng đã vào để mà họ nâng đỡ giá của USDT. Và cái việc mà nâng đỡ giá này thì mình nghĩ rằng là USDT cũng sẽ sớm trở về cái mốc 1 đô mà thôi. Tại vì đó, nếu mà anh em xét trên cái điều kiện hiện tại đó, thì để mình mở cái này cho anh em xem ha. Nếu mà xét trên cái điều kiện hiện tại thì cái vốn hóa của USDT và cái vốn hóa của Terra thì nó cũng đã quá là lớn rồi anh em. Nó cũng đã quá là lớn rồi. Terra hiện tại thì cái vốn hóa của nó bây giờ thì nó rơi vào tầm khoảng là 16 tỷ đô. 11 tỷ đô, trong khi cái vốn hóa của USDT thì nó rơi vào tầm khoảng là 16 tỷ đô. Đó, đây là một cái bức tranh để cho anh em dễ hiểu nhất. Một cái đồng stablecoin nó được bảo chứng bằng cái đồng mẹ của nó là đồng Terra đó, mà bây giờ vốn hóa của nó còn cao hơn cả Terra nữa, thì đó là cái việc mà nó mất vét là chuyện bình thường anh em. Đó, khi mà người ta đã mất niềm tin rồi đó, nhưng mà tại vì bây giờ nó quá là lớn đi để mà nó có thể nó đổ vỡ. Và nếu mà cái việc mà để cho nó đổ vỡ thì đó sẽ là một cái cú sốc mà mình cho rằng là một cái cú sốc rất là nặng đối với thị trường luôn đó. Và cái lượng Bitcoin này gần 3 tỷ đô đã được Terra rút ra để mà Terra có thể giúp khôi phục lại cái giá của USDT, và cái việc Terra có tiếp tục đâm nó bằng cách nào hay không nữa, hoặc là đâm nó ra sao, thì dĩ nhiên cái điều này nó sẽ ảnh hưởng tới giá của Bitcoin vào thời điểm hiện tại anh em. Đó thì ok, và mình cho rằng là đây, bốn cái nguyên nhân trên cũng đã là bốn cái nguyên nhân cũng khá là nặng nề mà nó đã bao trùm thị trường của chúng ta chỉ trong vỏn vẹn từ 1 đến 2 ngày qua mà thôi. Và một cái thông tin ngoài lề cuối cùng mà mình cho rằng mình cũng phải bắt buộc đưa tới cho anh em chính là sao? Chính là vào sáng hôm nay luôn thì chúng ta đã có Charles Hoskinson, một cái nhà sáng lập. Ông là nhà sáng lập của cái nền tảng ADA đó anh em. Thì ông cũng đã thừa nhận rằng là thị trường của chúng ta đã chính thức đi vào downtrend rồi. Và tại sao mình lại đưa cái thông tin này cho anh em? Tại vì anh em cũng đã đủ hiểu được rằng, anh em đã đủ trải nghiệm trên thị trường, thì anh em cũng biết được rằng là Charles Hoskinson là một con người lạc quan đến như thế nào. Ông đã lạc quan tới mức khi mà ông nói rằng là vào một năm trước rằng là ADA sẽ thực sự bùng nổ trong năm nay, và bất kể có đi đâu, bất kể có làm gì, bất kể ADA có như thế nào đi chăng nữa, thì ông vẫn rất lạc quan về tương lai của ADA. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì ông lại cực kỳ tâm tối về tương lai của ADA. Ông nói rằng là sẽ không có bất kỳ một cái lý do gì để mà có thể khiến ADA trở nên tăng trưởng hơn nữa, tại vì một cái sự thật phũ phàng là chúng ta đã bước vào một cái thị trường downtrend rồi. Đó, và khi mà một người lạc quan nhất cái ngành tiền mã hóa này mà đưa đến cho anh em một cái lời xác nhận như vậy thì anh em nghĩ gì, đúng không?
Và không chỉ riêng Chad Hutchinson mà chúng ta vào tháng 2 chúng ta có nhà sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin. Ông cũng đã nói rằng là có lẽ là chúng ta đã bước vào cái giai đoạn đầu tiên đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó là cái câu chuyện vào tháng 2 nha anh em. Và thời điểm đó thì mình cũng nửa tin nửa ngờ về cái câu nói này của Vitalik. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình cũng đã đủ hiểu rằng là tại sao vào thời điểm đó ông lại nói như vậy. Và cũng vào thời điểm đó luôn chúng ta có một nhà đồng sáng lập khác của sàn Huobi, đó chính là Dujun. Thì ông cũng đã nói rằng là ok, thị trường của chúng ta đã chính thức bước vào cái chu kỳ ngủ đông rồi. Đó, thì và cho đến kéo dài đến 3 tháng sau và thời điểm thực hiện video này vào tháng 5 thì chúng ta có thêm một cái người lạc quan như là Chad Hutchinson. Ông cũng đã thừa nhận rằng là thị trường của chúng ta đã vào downtrend rồi ha. Và nhiều anh em cũng đã lo ngại rằng là downtrend thì cái mức giá Bitcoin nó sẽ đi tới đâu. Thì ở đây thì mình sử dụng cái biểu đồ của quá khứ mà thôi. Thì anh em thấy đó, vào cái chu kỳ uptrend vào năm 2017 thì khi mà Bitcoin nó lập một cái mức all time high ở cái mức gọi là 20.000 đô đó, thì khi mà nó bước vào một cái chu kỳ downtrend 4 năm một lần đó thì cái mức giá đáy của nó rơi tầm khoảng 3.000. Tức là chúng ta phải gánh chịu một cái mức chia hình như là chia 6 chia 7 lần đúng không? Đó. Nhưng mà kể từ nếu chúng ta đi vào chu kỳ downtrend vào cái thời điểm này, chúng ta thiết lập một cái đỉnh ở mức là 69.000 đô, thì hiện tại chúng ta đang chỉ ở mức gọi là 31.000 và thậm chí là ở cái mức đáy sâu hơn và thiết lập vào rạng sáng hôm nay đó vào 29.000, thì chúng ta chỉ mới khoảng chia 2 chia 3 mà thôi. Vì vậy nếu mà chúng ta ước tính theo một cái chu kỳ mà mình cũng đã có một cái video chia sẻ anh em khá là rõ ràng về cái việc mà mình phân tích về cái tính chu kỳ kéo dài từ năm 2011 tới năm 2021 luôn. Đó, thì cứ mỗi lần như vậy thì nó chia ra sao, cái mức độ tăng trưởng và cái mức chia của nó như thế nào. Thì ở thời điểm hiện tại cái mức chia của chúng ta vẫn là cái mức chia tạm chấp nhận được nha anh em. Chứ mà nếu mà xét theo cái tính chu kỳ lịch sử đó thì nếu mà cái mức chia mà nó khoảng 5-6 lần như vậy thì cái ngưỡng đáy của chúng ta thì mình nghĩ rằng nó sẽ tầm rơi vào tầm khoảng từ 7 tới 8k đó anh em. Tức là từ 7 tới 8.000 đô cho mỗi bit đó. Thì đó là một cái bức tranh mà mình nghĩ rằng là nó tồi tệ nhất vào thời điểm này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đo lường ở cái mức tương quan trong lịch sử thì nó vẫn là một cái điều dễ hiểu mà thôi. Đó. Thì đó chỉ là những cái thông tin cơ bản mà mình cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho anh em thôi. Và đối với riêng cá nhân mình thì mình cũng không hy vọng, mình cũng không có mong muốn khi mà bit sụp về tới ngưỡng đó để mà hoàn thành đúng cái tính chu kỳ của nó trước khi chúng ta bắt đầu một cái mùa halving mới vào năm 2024, bắt đầu một cái chu kỳ uptrend mới. Và mình vẫn cho rằng là nếu mà chúng ta có đi vào một cái chu kỳ downtrend thì lần này nó sẽ khác như những lần trước, sẽ không phải gánh chịu một cái mức sụp nó quá là nặng nề để mà khiến thị trường cho chúng ta bắt đầu rơi vào một cái điều gì đó mà nó tương tự như lịch sử, tại vì nó khá là nặng nề anh em. Nếu mà bây giờ bit mà nó rớt về tầm khoảng từ 7 đến 8 nghìn hoặc thậm chí 10 nghìn thì altcoin của chúng ta dường như là tất cả là đều gãy hết anh em. Rồi, và video này cũng khá là dài rồi nên mình cũng xin đóng cái video tại đây và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Xin chào anh em, bye bye.